Ok, đối thủ gì đây? Đan Mạch, Elo tận 2001. Có lẽ anh cũng là một kỳ thủ yêu thích bộ môn cờ vua. Chơi luôn. Vâng, CTC mang quân ở cánh hậu. Chơi đi. Lên đấy. Ra xe. Chơi đi. Làm gì đây? Lên đuổi. Chết rồi, ra xe đây đuổi thì sao? Ăn luôn. Đuổi nốt á. Máu vậy. Rồi, mình có lợi thế cột mở. Xem đen sẽ làm gì. Lên xe đây à? Về mã giữ. Mình nghĩ cao thủ Đan Mạch đã sai lầm ở đâu đó rồi. Ra xe, trồng xe. Ôi, mình phải đẩy tốt lên để vua có đường thoát thân. Rồi bây giờ đen sẽ làm gì? Ăn. Ok. Chén. Hai con mã mình đứng quá đẹp rồi. Chỉ có chiếu thôi. Đuổi mã mình sẽ ăn vào tốt này luôn. Mã ăn lên thì xe mình ăn mã này. Lao mã ở đấy không được. Đẩy một nước thôi. Về đấy. CTC đang hơn một tốt. Ừ nhỉ. Vâng, anh đang tính xem ăn mã vào, ăn xe vào. Ăn mã vào, có nước chiếu đây thì mình lên đây thôi. Làm thằng tốt đã. Như vậy là mọi thứ chưa hề đơn giản. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Rồi, đến lúc sử dụng lợi thế tốt thông rồi. Xuống đấy.
Vâng, ở đây mình sẽ vòng mã lên đây và xe sẽ tấn công tốt này. Lên đây được không nhỉ? Lên đây. Chiếu vào vua. Lên đây luôn thì lên đây luôn thì hết chiếu rồi. Rồi, có ăn tốt thì ăn thôi. Hai bên cùng ăn tốt. Đen cũng mắc sai lầm rồi, anh để mất toi một tốt. Bây giờ một phút 33 giây. Mình sẽ vòng xe sang cánh vua này để thủ cho quân tốt này. Vậy là không thủ được. Bắt phải chui lên. Rồi. Đúng ý đồ của chết TC rồi. Đây, chúng ta thấy là con xe có thể vào đây móc máy, mình có thể lùi vua về. Và xe giữ. Thử nhá. Vào đây sẽ bị ăn quả chiếu. Lên đây. Chiếu mã. Rồi, đất đen phải đấu. Giờ mình có hai tốt thông. 42 giây. Hòa mới chết chứ. Thực ra mình hơn hai tốt thì cờ trắng chỉ nhỉnh có một tí, chứng tỏ là phải giữ xe lại mới thắng được. Đây, chúng ta thấy phải giữ xe lại mới thắng được. Thế chứ.